Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Thì nhiều rất nhiều anh em hỏi mình đó là ví dụ một cái bài viết của em khi mà làm ra thì thường em sẽ hay thường là đi seeding, nhưng mà em không biết cách seeding ở đâu, và hai là có làm cách nào để có thể seeding được một cách nó là ok hơn và đúng chuẩn chỉ với mình không, và xây dựng cái thương hiệu của mình làm sao cho người thấy uy tín. Thì đầu tiên mình cũng chia sẻ với anh em luôn, thì thường thì sẽ có hai cách. Một là anh em sẽ lên các trang và mình sẽ offer cho người ta những cái ví dụ như là bạn muốn seeding ở đây là bao nhiêu bài, thì bên đó họ sẽ tính phí trên một bao nhiêu một lượt like này hay là một lượt comment này đó, thì các bạn thì thường sẽ sử dụng theo phương pháp đó. Còn về phía bên mình thì bên mình thường hiện tại là mình đang sử dụng một cái nền tảng, đó là một nền tảng tool, và mình sử dụng rất nhiều các con tài khoản của mình. Thì mình sẽ dùng các con tài khoản này khi mà mình nuôi và mình làm sao và xây dựng cái hình ảnh thương hiệu giống người thật nhất, thì khi anh em đi seeding nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với anh em khi mà anh em đi mua các lượt bình luận, lượt comment đó. Thì đa phần nếu mà anh em có những cái lượt bình luận, lượt comment mà chuẩn và ok, thì cái lợi ích đầu tiên đó là gì? Khi khách hàng vào một trang cá nhân nào đó hay là một page nào đó chẳng hạn, thì người ta sẽ thấy à, với một cái sản phẩm như một cái thương hiệu của như thế này chẳng hạn, tại sao lại không có người mua, không có người comment, không có một like, thì người ta chắc chắn anh em làm về sản phẩm dịch vụ chắc chắn nó sẽ xảy ra tình trạng bị nghi ngờ là chắc chắn luôn đó. Với thứ hai là gì, khi nếu mà anh em đi mua offer ở các trên các trang mạng ấy, thì người ta thường là lấy những cái nick mà thật sự nó không liên quan gì đến cái lĩnh vực của anh em, cũng như là các nick này thì hầu như có thể là nick clone hay là nick via mà hầu như là mới lập ra và chưa tương tác, thì cái này nó sẽ làm giảm tương tác của anh em là một phần. Thứ hai là khi anh em đi chạy chạy quảng cáo về cái bài video này chẳng hạn đó, thì chắc chắn nó sẽ xảy ra tình trạng CPM của anh em bị lệch hay là cái tệp đối tượng của anh em bị lệch chắc chắn, CPM cao là chắc chắn luôn đó anh em nhé. Nên là chính vì vậy nếu đi seeding thì anh em cần có một cái công cụ phù hợp, với hai là mình cũng phải đầu tư một chút về ý tưởng cũng như là phải phải chăm sóc thì nó sẽ ok hơn anh em nhé. Còn việc seeding thì mình chia sẻ với anh em là phải cực kỳ quan trọng. Tại vì sao? Tại vì một cái sản phẩm và một cái thương hiệu to như này, anh em có thể mua like page, share page, mua cái page này làm sao cho nó nhìn nó uy tín, nhưng với các bài viết hiện tại của anh em mà anh em không có một lượt tương tác, không có một lượt comment, thì hoàn toàn là khách khi vào người ta sẽ không thấy cái sự tin tưởng. Và khi anh em có tư vấn đi nữa thì người ta cũng sẽ xảy ra một tình trạng đó là sẽ bị nghi ngờ đó. Thì hiện tại nếu mà hiện tại của bên mình thì mình sẽ sử dụng cái phần mềm như anh em mình chia sẻ ấy. Đó thì ở cái phần mềm này thì mình cũng chia sẻ luôn, mình sẽ hướng dẫn anh em đó là gì. Cái phần mềm này anh em chỉ cần mua những cái con tài khoản và anh em nuôi và anh em sử dụng, thì anh em có thể sử dụng đi sử dụng lại được, và bất kỳ cái video hay là bất kỳ cái bài viết nào anh em đều có thể làm được, và phần mềm này sẽ giúp anh em đó là seeding tất cả những cái tình trạng đó. Thì ở đây thì mình như sau, mình sẽ hướng dẫn anh em đó là xử lý seeding thử trên cái nền tảng Make này. Đầu tiên là với cái nền tảng này anh em chỉ việc tạo giúp mình cái kịch bản đó là seeding này, seeding bài viết. Cái tên thư mục này chủ yếu để cái thư mục cho anh em dễ nhớ thôi. Thứ hai, sau đó thì mình sẽ tạo các hành động. Ở đây thì bên mình có rất nhiều các hành động và bên cái nền tảng Facebook thì anh em có thể áp dụng anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em đó là làm sao để seeding bài viết. Thì ở đây thì mình sẽ chọn vào cái mục là búp like, búp comment này. Thì đấy, với một cái trang page như này thì thường là các doanh nghiệp lớn nếu người ta đã biết cách vận dụng thì người ta sẽ mua những cái nền tảng này về, người ta mua các con tài khoản về, người ta nuôi và người ta đi dùng seeding cho người ta hàng ngày đó, để phục vụ trong vấn đề xây dựng hình ảnh, xây dựng kinh doanh anh em thấy không. Thì ví dụ như một cái trang page như này thì bây giờ mình sẽ lấy một cái trang page ví dụ đi, hoặc là anh em thích seeding bài này luôn cũng được. Đây mình sẽ lấy luôn cái bài này anh em nhé. Đây là cái Ai link nói của nam giới không được phun chân mày? Hãy cùng chiêm ngưỡng đó. cặp chân mày mới 5 ngày tuổi của anh khách hàng này nha. Các quý khách hàng ơi, nhất là những anh khách hàng nào mà đang theo dõi livestream này ngày hôm nay của Mai Sa thì Đó, bên họ hoàn toàn là họ cũng livestream rồi, vì quay video thứ thì anh em cũng có thể áp dụng đây. Thì ở đây mình có số lượng này, anh em có thể ví dụ như dùng một nick này, anh em mỗi lần chạy anh em có thể chạy rất nhiều các bài viết và seeding rất nhiều các bài viết được anh em nhé. Hiện tại đây mình sẽ làm ví dụ cho anh em chỉ cần dán lấy cái link đó và dán ở đây thôi.
Thì đây nó có phần like bài viết này, anh em thích chọn like hay thả tim hoàn toàn ok, phẫn nộ này. Đó, thì rất nhiều anh em là hay dùng đó là phẫn nộ trong một cái bài viết, thì khi anh đi chạy quảng cáo thì cái bài viết của đối thủ hay bị thường sẽ bị giảm tương tác là vì vậy anh em nhé. Đây, và bình luận này. Thì ở phần bình luận này nhé, thì bên mình có một là một dòng này nó sẽ là một nó sẽ là một bình luận này đấy, hoặc là em có thể bình luận nhiều dòng thì anh em có thể dùng bình luận nhiều dòng, thì anh em chỉ cần xuống, ví dụ nhiều dòng anh em chỉ cần xuống thôi, còn mình chỉ cần một dòng thì mình sẽ chọn vào cái mục một dòng này anh em nhé. Ví dụ như đây nhiều dòng thì anh em ấn dấu cách như này, dấu sọc như này xuống, hay đây, thì đây mình nhiều một dòng thì mình chỉ cần chọn một dòng thôi, thì mình không cần đến cái mấy dấu sọc này. Anh em có bình luận nhiều thì tự setting cho mình nhiều thì có thể dùng. Đây ví dụ như thế này chẳng hạn, thì mình sẽ dùng các con tài khoản, ví dụ như ở đây nó sẽ có 5 cái bình luận, thì một ví dụ mình sử dụng 10 con ở đây chẳng hạn đi, thì mỗi con nó sẽ vào đây nó sẽ lấy một cái bình luận này, nó sẽ lấy một cái bình luận đấy, nó sẽ lấy các bình luận như thế. Thì ví dụ con này sử dụng xong cái bình luận này thì các con khác nó sẽ nhảy sang cái khác và nó sẽ quay vòng và nó sẽ xáo trộn lấy ngẫu nhiên trong các bình luận này để đi ra seeding. Là khi nó seeding như thế thì anh em nếu mà anh em muốn soạn nhiều cái nội dung lên và sử dụng ví dụ như là một cái nội dung cho một cái comment thôi, anh em sử dụng nhiều nội dung lên giúp mình nhé, thì hoàn toàn nó sẽ ok đấy. Ngoài ra là có thể tự chia sẻ cái bài viết của fanpage của mình lên các tường cá nhân này, thì cũng làm sao thì nó sẽ hiện ra cái mục đó là gì nhỉ, anh em ở đây thấy có mục share không, mục share này không đấy, nó sẽ tự share lên các tường cá nhân, thì làm sao anh em thấy nó sẽ hiển thị là mục like, mục share đấy, thì anh em hoàn toàn ok anh em nhé. Thì ở đây nó có thêm mục đó là gì, có thể tag bạn bè này, thì chỉ tag bạn bè, tên tiếng Việt này đấy, thì anh em có thể tag số lượng bạn bè các kiểu vào, cái này thì tùy nhu cầu anh em. Thì đây mình cũng có thể tag vào cho anh em này 3 đến 5 bạn bè này, hoặc là anh em có thể đi bình luận thì hoàn toàn cũng ok luôn anh em nhé. Đấy thì ngoài ra ở cái mục này thì anh, ví dụ như là ở đây mình sẽ thêm một cái bài nữa đi. Marisa khẳng định luôn là khi em làm một lần về là em mê Marisa, bởi vì là cái giá đây mình tiền sẽ nó thêm một cái bài nữa đây. Đây là hai bài anh em nhé. Thì ở đây mình sẽ ví dụ anh em muốn cả hai ID thì mình sẽ làm hai số lượng này. Thời gian mình thường mình sẽ để tầm 10 đến 15 này. Đó. Ở đây nó có mục là tự tự động xóa link tương tác. Ví dụ như anh em chỉ muốn cho nó kiểu dạng một nick này đi vào seeding một cái này thôi, và cái này seeding vào một cái này và thôi, thì anh em ấn tự động, còn anh em không cần thì anh em sẽ không cần ấn vào đấy nhá anh em nhé. Thời gian xem bài viết anh em có thể để tầm 20 giây một bài viết cũng được. Thì bây giờ mình sẽ thêm. Đó, sau khi thêm anh em thêm cái kịch bản này vào rồi thì anh em chỉ việc chọn cái kịch bản đó thôi và chọn các con tài khoản này dùng để đi seeding. Thì bây giờ mình sẽ dùng một số tài khoản mình đi seeding thử cho anh em này. Đó, và công việc của anh em là sử dụng cái tool này và chạy thì hoàn toàn ok anh em nhé. Đó, thì anh em sẽ thấy đầu tiên đó là gì? Bình thường anh em phải tự đi đăng nhập vào các con tài khoản, nếu mà anh em tự đi seeding bằng tay, em phải tự đi đăng nhập vào các tài khoản này, sau đến đó đi vào các đăng nhập xong đúng không? Anh em sẽ phải đi tìm vào cái bài viết đó, và sau khi vào bài viết đó thì mình phải tự đánh gõ, tự seeding, tự các kiểu. Thì thay vì đó mình sẽ sử dụng các công cụ như này để mình đi seeding, thì nó sẽ cực kỳ ok hơn anh em nhé. Đó, ví dụ như bây giờ các con tài khoản như này chẳng hạn, đây là những con tài khoản mình nuôi rồi này. Đấy, mình sẽ thay đổi ảnh đại diện chân dung các kiểu này, anh em thể thấy không? Đấy, đây chính là cái bài viết vừa nãy này. Anh em có thể thấy không? Đó.
thì công việc của các bộ máy này nó sẽ làm cho anh em vấn đề đó. Và cái quan trọng nhất của anh em đó thì anh em không phải mất chi phí hàng ngày, mà anh em có thể là dùng để duy trì, và bất kỳ tình trạng nào anh em có muốn sử dụng thì anh em đều có thể sử dụng được cái phần mềm này. Thì mình hiện tại thấy cái phần mềm này cực kỳ ok và hữu hiệu, giúp cho anh em là xử lý được các vấn đề đó. Đây anh em thể thấy nhá, nó sẽ tự đi thả thả nai này, thả nai này. Đấy anh em thể thấy không? Nó sẽ vào nó tag tên bạn bè này. Bạn thấy không? Nó sẽ đi vào tag cái tên bạn bè này, đấy. Sẽ tag các tên bạn bè vào để seeding cho anh em này. Đấy anh em thấy có thể không? Nó sẽ vào comment bình luận như một người bình thường. Đó. Thì khi khách hàng vào, nếu anh em làm càng chuẩn chỉ thì khi khách hàng vào thì càng thấy cái thương hiệu của mình nó cực kỳ uy tín hơn. Thì nếu anh em làm có nhiều nick thì mình có thể để vừa đi làm dịch vụ thuê, vừa vừa có thể là dùng cái tính năng này để tự làm sao xây dựng cái thương hiệu cho mình. Thì các cơ sở doanh nghiệp lớn thì đây là cái bí quyết mà người ta thường sử dụng nhiều. Còn anh em bình thường thì toàn những đi thuê đi mua ở trên các nền tảng ấy, thì các nền tảng người ta cũng chỉ là trên đấy chỉ là đặt thôi. Còn cái nhiệm vụ để làm và cái cơ chế bộ máy đằng sau người ta thì người ta sẽ sử dụng những cái cơ chế như này để người ta đi seeding cho mình. Nhưng mà khi người ta đi seeding thì hay là nai xe thứ thì người ta sẽ không dừ sử dụng những cái nick nó chuẩn. Thì anh em làm sao để xây dựng những cái nick nó chuẩn nhất có thể thì nó sẽ ok hơn anh em nhé. Đó anh em có thể thấy không? Thì nó sẽ đi vào seeding. Đấy, đây là mình đang cho nó đi mỗi cái nó đi seeding có comment có 2 bài thôi. Thì nó sẽ tự out ra và nó sẽ lại vào các nick khác và nó lại vào tiếp, nó đi comment cho đúng hai bài như thế, mỗi nick nó vào comment một lượt bình luận ở đấy. Thì anh em có thể làm sao xây dựng cái kịch bản của mình và sử dụng cái bộ máy này, cái công cụ này cực kỳ hợp lý anh em nhé. Thì đây là cái công cụ làm sao để seeding cả hàng nghìn hàng triệu, hay là có thể like share fanpage hàng nghìn hàng triệu đã được anh em nhé. Đó thì anh em nào có nhu cầu cần quan tâm có thể IP trực tiếp bên mình, nên mình sẽ hỗ trợ. Còn anh em nào đã sử dụng và có công cụ này rồi có thể tham khảo vào cái cách thức chạy của mình và cái quy trình. Nếu anh em chạy mà cái quy trình nó không ok có thể là IP trực tiếp bên mình có các bạn hỗ trợ cũng như là chăm sóc và tư vấn cho anh em để sử dụng làm sao cho hợp lý và có hiệu quả anh em nhé. Đó thì anh em nào thấy hay có thể là cho mình xin một like, một comment và một quan tâm ở phía dưới. Thì bên mình sẽ hỗ trợ và làm nhiều video, thì anh em cũng có thể là ấn cái chuông thông báo của bên mình thì sẽ xem được cái video của mình sớm nhất và nhanh nhất.